Ở thử thách này, người chơi sẽ phải ném một chai nước, sau cho nó sẽ phải đứng thẳng trên chiếc bục. Với một chai nước gần đầy, trọng lực của nó sẽ không đổi, mà lại tạo thành một cú lật không thể đoán trước được. Người chơi sẽ có 10 lần ném mà phải đặt được một chai nước thẳng. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.